Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iRub nhận 5 tóc cần có ký hiệu là MFI từ dự án M2S Valency như thế các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần biết phần link mô tả dưới video của mình mở từ đăng start chatbot. Rồi, mình sẽ get được 5 tóc cần này bạn. Rồi bạn bấm join iRub. Đây dự án của Trung Quốc tiên tạo thì không biết. Nhưng đầu tiên các bạn join lên group nè. Rồi bạn bắt up nè, tiếp tục bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi bạn bắt up nè, tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nữa nè. Rồi, tiếp tục các bạn follow tại Twitter và retweet bot. Trên tại Twitter nó thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn chỉnh dẫn cho tại tweet nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lại nè. Các bạn bấm net. Tiếp tục các bạn join sao nguồn iGrup nè. Mình đã join rồi. Rồi các bạn bắt up, bạn bấm set nha các bạn. Tiếp tục còn đưa captcha nè. Bạn multi các bạn multi chứ. Rồi các bạn đưa captcha nha các bạn. NAGC. NAGC. Không biết đúng không nữa. Rồi, tiếp tục các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn đã join vào ba kênh group của nó các bạn. À, cộng anh 3 số 1 và số 2. 1 2 3 4 5 6. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn đã follow dự án này. À, cộng win VN nè, 9. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha mọi người. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain trên chiếc chocolate nha mọi người. MetaMask anh tôi cần nha mọi người. Copy địa chỉ BNB Best 20 của mình nha mọi người. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên chiếc Safibank cũng được nha mọi người. Mình dán vào đây. Rồi, các bạn bấm vào submit done nha các bạn. Ok, các bạn bấm vào submit để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Tiếp tục các bạn bấm vào cái form lấy get chia sẻ cho bạn bè những người thân để kiếm được token nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 5 token có ký hiệu là MFI đến đây cũng kết thúc. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.